Taliban đồng ý đàm phán với lực lượng kháng chiến Afghanistan. Sau nỗ lực xâm nhập pháo đài Panhi bất thành, Taliban được cho là đã cử một đoàn đại diện đàm phán với các thành viên cấp cao của lực lượng kháng chiến Afghanistan. Theo hãng tin India Today, một phái đoàn gồm 40 người của Taliban ngày 25 tháng 8 đã gặp chỉ huy và một số đại diện của mặt trận kháng chiến quốc gia NZF. Địa điểm và kết quả đàm phán vẫn chưa được tiết lộ. Hai bên hiện cũng chưa bình luận về những thông tin trên. Trước đó, các tay súng Taliban được cho là đã tìm cách xâm nhập vào thung lũng Panhi, nơi hoạt động của phong trào NZF, thông qua một con đường từ tỉnh Bajahan lân cận, nhưng bất thành. Taliban cho biết, hàng trăm tay súng của lực lượng này đã bao vây Panhi từ đầu tuần nhưng vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với lực lượng kháng chiến. Hôm 24 tháng 8, phát ngôn viên Taliban Zabiullah Mujahid kêu gọi những người anh em Panhi đàm phán, trong khi một thủ lĩnh Taliban xác nhận một phái đoàn của họ sẽ gặp thủ lĩnh NZF Ahmad Massoud và các thành viên khác của phong trào kháng chiến. Về phần mình, hôm 22 tháng 8, ông Massoud nói, ông hy vọng hòa đàm với Taliban, nhưng lực lượng của ông cũng sẵn sàng chiến đấu. Chúng tôi muốn Taliban nhận thức được rằng, cách duy nhất là thông qua đàm phán. Chúng tôi không muốn chiến tranh nổ ra, ông Massoud cho biết. Taliban giành kiểm soát thủ đô Kabul và hầu hết lãnh thổ của Afghanistan hôm 15 tháng 8. Một số quan chức, tướng lĩnh Afghanistan không chịu khuất phục Taliban đã di chuyển đến thung lũng Panhi để tập hợp lực lượng chống Taliban. Lực lượng này đến nay được cho là đã thu hút sự tham gia của hàng nghìn người, sử dụng vũ khí tích lũy từ nhiều năm qua và đang tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ của phương Tây.